Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ từ đầu năm đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận phải là 5-700 trường hợp phải là các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là anh em ghi nhận rất nhiều thông tin, rất nhiều em trai ở tất cả các tỉnh sát nhau gọi là để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Rất nhiều em gái phải là bỏ nhà đi một cách bất thường. Hôm nay anh em tiếp tục ghi nhận một gia đình phải nói là ở tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Chưa biết là cụ thể những câu chuyện là như thế nào, hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Dạ xin phép xin chào toàn thể gia đình mình nhé. Dạ con xin phép xin chào cô bên ngồi bên ngoài cùng. Dạ. Có lẽ là cô lớn tuổi nhất ở đây ha. Dạ. Dạ xin phép chào cô có thể cô giới thiệu cô tên gì? Dạ tôi tên Trần Thị Mai. Cô Trần Thị Mai ha. Dạ năm nay 70 tuổi. 70 tuổi luôn hả? Dạ. Cô hiện nay nguyên quán ở đâu? Dạ tôi ở An Giang. An Giang. Rồi hôm nay cô về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai đây? Dạ tôi nhờ hiệp sĩ Bình Dương tìm giùm dâu tôi với cháu nội tôi. Tìm con dâu. Tôi là bà nội trong gia đình mà cháu nội tôi là tôi nuôi từ nhỏ tới lớn. Ừ. Dâu tôi hàng ngày đi mần với con trai tôi. Nhưng thời gian năm 2023 đó con dâu tôi nó có cái tình trạng là nó hơi quen với nỗi BD Thanh Lan bằng công ty Sao Mai ở bên Dòng Cống. Tôi bắt được một lần tôi khuyên cho con dâu tôi là đừng nên quen. Nếu quen nhỏ này là khổ lắm bị gì á. Quen BD mà nếu mà nó thương con rồi mà con bỏ nó giết con chết con dao ơi. Rồi dâu tôi nó hứa là không bao giờ nó quen nữa. Nhưng cuối cùng năm 2024 thì dâu tôi nó hỏi tôi là đi về thăm nhà ngày mùng 2 tháng 9. Trong khi đó thì nó về là bắt đầu mùng 4 nó còn liên lạc với tôi. Bắt đầu qua ngày mùng 5 thì không còn thấy nữa. Tôi mới tưởng là dâu tôi đi về mà sợ ai gạt gẫm. Tôi chạy vô tới cho ông xui tôi, giọng tôi hỏi thì ông xui tôi bữa đó vắng mặt không có ở đó. Tôi hỏi dòng họ đó thì dòng họ người ta nói là có con nhỏ BD đi chung với con dâu tôi. Cuối cùng tôi mới biết là con dâu tôi theo nhỏ BD. Rồi tôi hỏi kỹ lại mợ dâu nó là mợ thứ hai, kế đó là mợ thứ tư. Nói là nó có đi chung với con nhỏ BD là thằng Hiếu là anh hai của nó đã chở ra ngoài xe bê tơ màu trắng nữa. Cho nên tôi mới nói với ông xui tôi là anh xui hãy dẫn dắt con dâu tôi về đi. Tôi hứa tôi tha thứ tội cho nó, bị gì nó đi vậy là bất hợp pháp lắm. Công ty tôi gia đình tôi thương nó lắm mà nó đi theo nhỏ BD gì. Thì trong đó mới nói là không có đâu, nó đi theo là hai chị em nhỏ tên Son, đứa tên Son, đứa tên Hồng phải không Thắng? Ờ đó hai chị em nó bị gì hai đứa nó cũng thâu chồng nữa. Cho nên chắc có lẽ là nó xúi dục nhỏ này đi mần chứ không gì đâu. Nhưng mà từ hôm đi ngày mùng 5 tháng giêng giờ thì dâu tôi nó bật tin luôn, nó không có cho cháu nội tôi điện về, mà dâu cũng không điện về. Tôi nhớ thương cháu nội, nhớ thương dâu lắm. Tôi cầu mong sao cho ông dâu với cháu nội tôi nó điện về cho tôi nhớ thương nặng cho có bớt giùm cho chồng nó. Là thằng trai tôi là năm nay nó 40 tuổi nó cũng thương dâu tôi và thương cho con lý lắm mà nhớ mà không biết đường đâu tìm. Miễn mà quay cái nít nào mà để nhắn tin á thì nó chặn ngang cái nít đó, nó không có liên lạc gì gia đình của tôi hết trơn. Hôm nay tôi đến ở Bình Dương này để mà nhờ hiệp sĩ Thanh Hải hay tìm kiếm giùm để cho con dâu tôi nó được quay đầu hướng thiện, dẫn dắt tôi nội về cháu nội tôi đi học. Bị cháu nội hôm nay học lớp 2 nó đang học mà con dâu tôi vẫn bỏ dở. Tôi sợ cháu nội tôi sống ở ngoài lang thang vất vả khổ, sợ cháu nội tôi nó muốn tìm cháu nội tôi về. Nếu dâu tôi không thương còn không còn thương trai tôi nữa thì nó cứ về đi. Không còn thương thì cứ việc làm tờ ly dị. Cháu thì có quyền ai cũng thăm nuôi được hết. Chứ dâu tôi đừng có bắt buộc mà xa lánh cháu nội tôi vậy, tôi nhớ vậy lắm mà, chú ơi. Cầu ơn chú hãy tha thứ giùm mà thương xót giùm với gia đình tôi mà dẫn dắt dâu cháu nội tôi về để gần gũi với gia đình tôi cho cháu nội được đi học. Cháu nội tôi được tung tăng ở trong trường bởi vì nó mới có 9 tuổi à. Nó còn nhỏ lắm mà sống vất vả lang thang với mẹ nó bên đường, tôi thấy tôi đau khổ lắm. Cho nên tôi nhờ chú. Dạ con xin phép cô này. Dạ, cô dạ. Cho con hỏi là cô họ tên đầy đủ gì? Dạ tôi tên Trần Thị Mai. Trần Thị Mai. Cô Mai dạ. Nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay tôi 70 tuổi. Cô hiện nay đang sinh sống ở đâu? Dạ tôi ở An Giang. An Giang hả? Ồ, dạ. Xa vậy. Dạ. Hôm nay cô đi kê về đây cùng mấy con trai? Dạ đi với con trai tôi, trai này trai Út đó chú. Dạ. Cô được mấy người con rồi? Dạ tôi có 5 người con mà 3 đứa con gái, 2 người con trai. Cô cho con biết này, trong thời gian vừa qua là cô chia sẻ là cô rất thương con dâu. Dạ thương lắm chú. Thế bây giờ tôi cũng vẫn còn thương nè chú. Dạ. Con dâu cô có cãi lại gia đình mình bao giờ không? Không. Dâu tôi khi... nó rất là thương, nó nghe lời lắm. Từ khi mà con dâu về làm dâu nhà mình, con dâu dạ. Đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Không có bỏ nhà đi chú. Cô có biết lý do tại sao cụ thể đến giờ phút này là con dâu cô lại đi theo một người con gái BD? BD không? Dạ, là bị gì tôi nói chú nghe. Con trai tôi khoảng chừng 2 năm nay nó hơi bệnh thành ra nó mần không được. 2 năm nay dâu tôi nó mần.
Còn khoảng chừng là tôi cưới dâu hôm nay 10 năm rồi, thì cấp đó là hai chồng ở Đăng mà cũng có dư giả. Rồi dâu tôi cũng đòi sắm xe, cũng sắm xe, nó sắm vàng, cũng sắm vàng cho nó. Nhưng cuối cùng rồi là dâu con trai tôi nó bệnh, nó nghỉ hết 2 năm nay nó không mần được. Cho nên dâu tôi nó mần. Rồi cuối cùng nó quen nhỏ BD, tôi bắt được, tôi cũng khuyên lắm chú. Mà khuyên thì nó nói để con không có quen nữa, bị chị này chỉ tên Lan mà chỉ con gái mẹ ơi. Nó cũng nói tôi vậy đó chú. Tôi nói ừ, nếu con gái thì con biết là BD khó lắm nha con. Con đừng có quen, con quen là khổ nha con. Nó nói là để con nói với chị. Thì nó nói là nó về nói tôi, nó nói con có nói chị rồi. À, chị nói trả lời với con là mình không có gì là của nhau hết trơn á. Thành ra tôi cũng nghe lời, tôi nghe tin tưởng dâu tôi. Nhưng mà cuối cùng rồi là nó hỏi tôi ngày mùng 2 tháng Giêng đi về Tết. Rồi bắt đầu là ngày mùng 5 tháng Giêng dẫn cháu nội đi luôn đó chú. Cho nên tôi quá nhớ cháu nội, nhớ con dâu nữa. Tôi nói dầu giữa trời, tôi nói tôi thương dâu lắm chú. Không bao giờ, dòng dâu tôi hiện giờ nó trở về đi, tôi cũng vẫn chấp nhận luôn là bị gì. Dâu tôi nó không có quấy gì chân chị, nó sợ nghe lời bên ngoài đó chú. Rồi nó nghe lời người ta cho nên nó lầm lạc mà nó đi vậy thôi. Cho nên tôi rất là thương dâu, rất thương cháu nội chú. Tôi cầu mong cho con dâu tôi dẫn dắt cháu nội về cho cháu nội được đi học. Cho không sống được gần cha, gần mẹ, gần ông nội, bà nội. Cái gia đình như từ trước tới nay. Còn nếu con dâu tôi nó không đi làm nữa thì nó cứ việc ở nhà tôi sẽ lo cho con dâu tôi. Tôi không để con dâu tôi cực khổ nữa. Là bị gì con trai tôi nó nghỉ mần 2 năm nay đó chú. Còn dâu cũng tiếp tục đi mần cho nên nó quen nổi BD đó chú. Giờ nếu nó thương gia đình tôi nó trở về đi, tôi không cho nó mần nữa hết trơn á. Tôi gia đình tôi sẽ lo nó được, lo cháu nội được. Cầu mong chú hãy dẫn dắt giùm cháu nội tôi về, con trai với con dâu tôi về. Vậy là đây là một cái người mẹ chồng dù rằng tuổi đời rất lớn đúng không? Dạ. Nhưng mà thực sự là rất thương con dâu. Dạ thương lắm chú. Dạ. Thế cho nên là vì dù gì bây giờ biết con mình có sai đi chăng nữa vẫn tha thứ và mong muốn là con quay trở về và dắt cháu nội quay trở về. Dạ. Để mục đích chính là gia đình mình là tiếp tục là giúp con. Dạ. Để trưởng thành hơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Sợ con dâu nó nghe lời bên ngoài đó chú. Thằng anh nó về tôi sẽ tha thứ cho nó, bị tôi có hứa với anh xui rồi. Cho nên anh xui cứ giờ kêu về đi, cái anh xui nó để tôi kêu nó về cho chị. Anh xui có hứa. Nhưng mà cái bữa anh nuôi nó lại thứ hai nó mới về được nha chị. Vì tôi vô năn nỉ chồng đó chú. Rồi chồng cũng nói phải mà Tết thằng thắng vô chắc không đến đổi lỡ theo nhỏ BD. Cho nên bây giờ thôi để tôi kêu nó về. Cuối cùng rồi là anh xui tôi có điện đó mà nó nói gì nè. Bà nó gạt đó, sợ bà chồng tôi nó gạt đó về nó bắt cháu bà đó. Rồi nó chỉ nói câu nói vậy thôi. Rồi anh xui tôi kêu nó về nó không về nữa. Nó nói câu nói với anh xui tôi vậy rồi thôi, nó không điện cho con dâu cô bỏ nhà đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? Dạ nó đi ngày mùng 5 tháng Giêng đó chú. Năm tháng giêng là tháng của mình á. Là ta hả? Dạ ngày ta. Mà là cũng là một tháng mấy đúng không? Dạ tháng mấy rồi chú. Con dâu cô trước khi bỏ nhà đi là có dấu hiệu gì bất thường không? Không. Mùng 1 Tết là nó còn đi chơi với chồng nó, đi chụp hình rồi đó chú. Gia đình mình điều kiện kinh tế có ổn không cô? Kinh tế ổn. Dạ mà ăn đồ cũng bình thường. Bị gia đình tôi ở sau vườn có một khu vườn, có trồng dừa đó chú. Hàng tháng đồ, hàng ngày đồ có thu hoạch hết trơn á chú. Rồi có nuôi hầm cá nữa chú. Nói chung cá mắm tôi cũng có nuôi nữa chú. Nói chung là kinh tế thì cũng rất ổn hết. Dạ. Dạ tôi nuôi cháu nội tôi nổi chú. Con dâu cô từ trước là đã bỏ nhà đi hoặc đi đâu một vài tiếng chưa? Không có chú, có chỉ hỏi gì gia đình thôi. Nhưng có một cái thời gian đó là cháu nội tôi còn nhỏ ngang, nó còn đứng bú đó chú. Bú bình. Mà anh dâu tôi nó về trong nhà chồng cái bữa nó ngủ luôn chồng à. Cái tôi mới điện về tôi nói con ơi sao mà con còn nhỏ mà con bỏ con đi vậy con. Cái nó nói ba con không cho con về. Ổng quậy quá không cho con về. Thành ra con ở đây ngủ một đêm. Bữa đó cái tôi mới giữ cháu nội tôi luôn. Thì tôi giữ cháu nội luôn. Cháu nội tôi ngủ luôn tới giờ đó chú. Ngủ năm nay là 9 năm rồi đó chú. Là sao cụ thể? Là cũng như là nó về trong chổng đó. Cái ông xui tôi là ổng hay nhậu. Rồi ổng hay quậy nữa. Thành ra nó sợ ông xui tôi có nó không dám về. Cũng như ổng biểu nó ở là nó phải ở đó. Người nghe lời nó ở chổng. Vậy là cháu của cô hiện nay ở bên đó là 9 năm? Không có, ở bên tôi 10 năm lận. À 10 năm. 9 năm 10 nhưng năm. Nhưng mà sao lại ngủ là sao? Ngủ 9 là năm. Là cũng như con dâu tôi nó hỏi thăm nó cũng như nó hỏi thăm về bên nó. Nhưng mà trong khi nó về bên nó bữa đó là nó nói mẹ ơi con đi sáng đi chiều về à. Nhưng mà cuối cùng bữa nó về cái nó điện tôi mẹ ơi ông già con ông quậy quá ông biểu con tối nay phải ngủ ở đây. Rồi thành ra thôi mẹ giữ cháu nội giùm con ngủ đen đêm. Cái tôi mới nói nó con ơi con còn bú mà con bỏ gì rồi mẹ sao giữ được. Rồi cuối cùng tôi cũng phải giữ từ ngày đó giờ là cháu nội tôi ngủ tôi luôn đó chú. Bị viện dâu tôi cháu nội tôi lỡ nhà tôi là 9-10 năm nay mà chú. Cô cho con hỏi thế này. Dạ. Con dâu cô họ tên đầy đủ là gì? Dạ nó tên là Mai Thị Quỳnh Giao. Sinh năm 1999, năm nay nó 26 tuổi đó chú. 25, 26 à? Tuổi dạ. Gọi là tuổi các cụ 26 à? Dạ, tuổi ngoài là 26, là tuổi trong thì 25 à. Con dâu cô được mấy người con rồi? Dạ, bên gia đình là chú hỏi dâu tôi đẻ được mấy người con phải không? Là có một đứa cháu, một tên là Như Ngọc đó chú. Là? Đỗ Như Ngọc. 9 tuổi? Dạ, 9 tuổi. Là bắt đầu ở năm nay mới 9 đang học chú. Lớp mấy rồi cô? Dạ, mới học lớp 2 rồi chú. Vậy là cũng hiện nay là không học luôn?
Dạ nó đi dẫn mùng 5 tới giờ là không học luôn. Cháu hậu tôi vô ngày mùng 10 tháng 5 là vô học đó chú. Hiện nay gia đình mình đang nghi ngờ hoặc đang nghe ngóng thông tin là con dâu ôm cháu nội đi về về đâu. Bây giờ tôi nghe ngóng ở bên vợ nó, bên bên vợ của sao con trai mình, tôi nè. Sao mình không sang đó bên Suya tìm? Có nói bởi ông Suya hứa tìm rồi đó mà ông kêu nó không gì. Giờ cô đã biết ở đâu, ông Suya nói em biết ở đâu không? Bây giờ ông Suya ông không có nói, nhưng mà ở bên dòng họ của ông Suya có nói. Nói là con dao này nó đi theo với hai đứa chị em của con Son. Con Son tức là bà con là cô cậu ruột với nó. Cô cậu ruột có nghĩa là con của người bác của nó đó. Nó thành ra là tôi nói với chú là hai đứa mà đó nó cũng thâu chồng nữa. Cho nên vô chổng rồi nó ăn nó nhậu chú, nó ăn nó nhậu cái bữa đó vô chổng là nghe bên vợ này nói là nó nhậu dữ lắm, nó nhậu nó ói luôn nữa. Thành ra tôi sợ con dâu tôi nó tập tụ đi gì rồi nó ói nó ăn nó nhậu rồi sợ bỏ bê cháu. Con dâu cô ở nhà trước bao giờ có nhậu nhẹt bê tha say xỉn không? Không. Không có. Ở nhà tôi thì không có chú, bởi tôi mới nghĩ sao mà kỳ cục chứ biết nữa. Mình nó về bên đó là cháu nội tôi nó học nha. Là cháu nội tôi về nó bà nội ơi, mẹ về chổng lần nào mẹ cũng nhậu cho mẹ ói gì lắm bà nội ơi. Thì tôi cũng có nói tôi nói dao ơi con cũng bệnh mà sao mà con mỗi lần về chổng con nhậu hoài dao. Con nhậu gì con sanh bệnh đó ngang dao. Thì nó cũng cự cự nó thinh nè. Nó rồi nó đâu có cự cãi với tôi, bị mình nói cái gì có cái nấy mà. Nghe nó không có cự. Rồi con cảm ơn cô nhé. Rồi dạ. Chào em trai. Dạ. Áo trắng. Em cho anh hỏi em họ tên là gì? Em tên Đỗ Văn Thắng. Đỗ Văn Thắng hả? Dạ. Thắng nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 85. À, 85 hả? 39. 39. Em mấy mẹ chồng ấy là mẹ ruột của em ấy là có sống cùng nhau không? Em cùng với mẹ ruột em là sống cùng nhau. Cùng nhà. Tại em là Úc. À. Úc gia đình. Em cưới vợ là gia đình vợ ngày xưa là có đồng ý không? Gia đình vợ là đồng ý. Tại vì mẹ vợ em cũng đó cũng thương em nữa, nói tại em cũng thấy là tình cảm em đối với vợ em cũng tốt đó, rồi mẹ em cũng thương, nhưng mà mẹ em cũng bị bệnh mà bệnh nan y đó. Rồi bà cũng mắc cũng lâu. Cũng 4 năm. Bị bệnh ung thư vú. Đến giờ phút này em là một người gái 9 tuổi. Dạ em giờ được người gái, con gái là 9 tuổi. Em cụ thể đang làm công việc gì? Em cụ thể là đang làm công ty. Công ty ở đâu em? Công ty như công ty gần nhà, công ty trái cây xài rồi đó. Thu nhập ổn không em? Thu nhập thì cái này công ty xài như cũng có lúc có lúc không vậy. Có như có trái cây làm không có thì không được làm. Trên dưới 10 triệu không? Chắc cỡ 3 triệu à, 3 triệu vào ngoài. Ít vậy hả? 4 triệu à. Thế còn vợ của em? Vợ em thì tháng cũng 4-5 triệu à. Vợ em làm chỗ em gần không hay xa? Cũng khác công ty nhưng mà làm công ty cá anh. Hai vợ chồng cá. Em vậy là sáng ra là hai vợ chồng đi hai xe hay một xe? Hai xe à, tại khác công ty. Sát công ty hả? Khác công ty. Chiều là mấy giờ về? Chiều vợ em khi tăng ca thì 6-7 giờ. Vợ em có mua sắm gì trang điểm hay son phấn hay là quần áo ăn diện gì thời gian gần đây không? Thì là em cũng thấy vợ em cũng ít ăn diện lắm mà gần đây thì... Gần đây thì em cũng thấy là cũng em tin tưởng về em lắm nhưng em có ít để ý là ý tỷ nha, em có thấy không hay là em không biết? Bây giờ em không thấy ai ăn dọn gì mà nhiều nữa. Vợ em ở nhà có nhắn tin cho ai đó không? Em cũng như em tin đó, em cũng không để ý nữa nhưng mà thấy lướt coi TikTok với Zalo Zalo. Vợ em có hát hò trên TikTok bao giờ không? Không hát hò chứ. Không hát hò. Vợ em đi bằng xe gì? Vợ em đi làm bằng xe Vision, em hai chồng mà bằng sắm. Hiện nay là chiếc xe đó còn không em? Hiện nay là vợ em bỏ đi là bỏ xe đó nhà. Bỏ xe nhà, vậy vợ em đi người không? Rất còn đi. Vợ em đi, đi. Trước khi vợ em đi là ngoài ra là vợ em còn ôm con đi còn mang cái gì đi không? Hầu như ba cái mà ba số tiền mà vợ chồng em dành dụm đó rồi sắm vàng cho vợ em đó, rồi vợ em đeo trang sức đằng nhiều không? Ra ngày qua ngày Tết đi vô chồng đó. Nhiều không? Thì cũng một bộ vòng với lắc với khoảng mấy cây bộ vòng đó tôi mua chứ vòng đó 9 chiếc à, nhưng mà cỡ đó bán vàng 24 qua vòng 10-18 đó tôi chính tôi vài chồng là tôi sắm tổng số đó. Vàng đó khoảng bao nhiêu cây hoặc bao nhiêu lượng hoặc bao nhiêu tiền như là khoảng đó chừng cây ngoài chú, cây ngoài ngoài 5-70 triệu thôi. Nhưng mà không có nghĩ chú bây giờ nghĩ cô cái tìm cháu nội đi bạc thì không có quan trọng. Tình nghĩa mới quan trọng anh ơi. Tiền trước giờ làm là ai giữ? Là mới đầu là hai chồng em là để là hai chồng giữ luôn. Sở chung. Nhưng mà em là cho vợ em giữ đó. Anh mới nghe được mẹ em chia sẻ là em thời gian vừa rồi bị bệnh. Dạ, là bệnh gì? Có bị bệnh nhưng em đi làm không được đó, dài có đi làm không được. Tại em dưỡng bệnh đó. Sức khỏe em hiện nay ổn không? Sức khỏe em hiện nay thì dài ổn. So với người khác là ổn so với mình, so với người khác là khỏe hay yếu? Như là mình phục hồi lại cũng được là 9-10 à. Em có biết lý do cụ thể làm sao mà vợ lại
chán mình đi theo người phụ nữ khác không? Chắc là em cũng nghĩ là chắc em bệnh, là cái đầu mặn, cái đầu thấy em bệnh, không có kinh tế gia đình không có đó, chắc là chắc cũng nản cái vụ mà áp lực về tiền bạc đó. Hai vợ chồng tối về ngủ chung không? Dạ có. Hai vợ chồng có tâm sự gì không? Dạ, hay là về mạnh ai ngủ, ngủ mạnh ai người bấm điện thoại? Vậy cái vợ em cũng coi điện thoại, vợ em coi điện thoại, nó coi nó cười nên là người em cũng nằm nằm đó rồi em. Còn đây là loại là ban ngày đi làm nhưng mà tối về là cũng không nói chuyện. Dạ tối về cũng ít nói chuyện đó. Vậy là không ai nói chuyện với ai mấy đúng không? Dạ. Vì vậy những cái tâm tư nguyện vọng của em, vợ em muốn gì hay thích gì hay là làm cái gì em cũng không biết rõ. Dạ. Em hiện nay đang sợ nhất điều gì? Em à? Ừ. Thì em sợ nhất là cũng như là không có được cái gia đình hạnh phúc đó. Ừ. Em là mong muốn được có gia đình hạnh phúc thôi để mà chăm lo cho hai vợ chồng, lo cho đứa con ăn học tới nơi tới chốn vậy đó. Vợ em từ trước là có cãi lại gia đình hoặc là cãi lại em bao giờ không? Có. À, tính vợ em có cái tính vợ em thì cũng cũng nhiều khi cũng cãi thì em nói có như nói chuyện hay nặc nặc em đó. Sao ngày xưa mình lấy vợ trẻ dữ vậy? Tại không chắc duyên nợ đó, em không biết. Tại chắc đó thì em như chồng thì em cũng tặng này tặng kia đó, vợ em cũng thấy cũng thích. Thích rồi bắt đầu mới gọi là đa năng đúng không? Dạ dạ. Ừ. Mà mẹ chồng mẹ vợ em thì cũng thích em nữa. Ừ. Rồi bắt đầu mới kêu mới hứa gả. Nhưng mà vợ có đồng ý không? Em cũng thương vợ em thật lòng đó. Lúc bây giờ là hai người yêu thương nhau là vợ có đồng ý không? Vợ có muốn không? Hay là mình bị ép buộc gì không? Vợ có bị ép buộc gì không em? Vợ em là chắc không ép buộc không. Tại vì đó mẹ vợ em bệnh. Rồi bắt đầu thấy em vậy nè, thấy em mà quan tâm vợ em vậy đó. Mẹ vợ em mới là mới đòi gả vợ em cho em. Từ hôm vợ em đi đến giờ phút này, vợ em có báo tin hoặc là có gọi điện cho gia đình không? Không có báo tin gì cho Zalo cũng chặn, mà số điện thoại nào cũng chặn. Mà Facebook cũng chặn, Facebook đổi luôn, không chạy chặn luôn. Đến giờ phút này em mong muốn nhất điều gì? Em mong muốn nhất là cũng như là cho vợ con em nó về, nó sum họp với gia đình như có cha có mẹ. Đừng có mà vợ xa chồng, mà con xa chồng, xa vợ. Anh biết là cái thông tin là mẹ của em mới chia sẻ là vợ của em đi theo một người phụ nữ khác thuộc dạng giới tính thứ ba. Dạ dạ. Những trường hợp này anh nói thật với em là tìm được nhưng về khó. Nhiều khi anh em ở đây tìm thì tìm được, nữa là nhưng mà trách nhiệm về hay không thì do vợ em. Rồi vợ em cũng trưởng thành rồi. Dạ dạ. Các anh em này đã tìm rất nhiều cái câu chuyện giống như vậy. Nhiều gia đình phải nói là đi xe hơi 4-5 người ôm khiêng bắt xe không được. Về mai đi tiếp. Nếu như vợ em đi theo một người đàn ông khác thì cái điều về thì nó là bình thường. Nhưng mà đi theo người phụ nữ khác mà kiểu đồng tính này khó. Anh không biết nguyên nhân gì đó thì. Nhưng mà cái đó thì do số phận của em thì em cũng không biết sao. Chỉ cần cho cháu nội về chứ. Chỉ cần cho nếu con. Vợ của em bây giờ ôm con về, vợ em nói là bây giờ tôi không thương anh nữa, em có đồng ý không? Dạ sao anh? Chấp nhận thôi. Vợ em bây giờ ôm con trả cho em luôn. Dạ. Tiếp tục quay lại mấy người phụ nữ đó. Dạ. Và nó là không sống với em nữa. Em có đồng ý không? Dạ nếu mà vậy nó trả con, nó trả con em được. Tắt đi. Để nghe chú nó hỏi. Dạ nếu mà vợ em trả con cho em, mà nếu mà nó không còn thương em nữa, mà cũng như là muốn đi theo người thứ ba thì em cũng vẫn chấp nhận, tại vì nếu mà nó không còn thương em nữa thì nếu mà sống chung nữa thì nó cũng không có mà hạnh phúc nữa đâu, thì em cũng chấp nhận. Nhưng mà con thì phải cho tương lai cho con, để cho nó ăn học lớn đi, rồi em cũng cho nó là qua lại với con chứ không phải là cấm đoán gì, thì cho qua lại với con. Nếu mà có thương con thì có gửi tiền gửi bạc thì đó cũng bình thường, em không có cấm đoán gì hết. Cho nó thăm là mình tắt điện thoại đi, bỏ điện thoại cho em. Cho thăm là bình thường. Còn nếu mà không thương em nữa thì duyên nợ đến nay cũng như là đã hết thì em cũng không có nói gì nữa. Rồi bây giờ hiện nay cái cuộc trò chuyện của gia đình mình cũng rất dài, là bây giờ thì còn rất nhiều người đang chờ đợi. Yeah. Em hãy nói một điều gì đó tình cảm mà sâu sắc nhất dành cho vợ. Hy vọng là vợ em suy nghĩ lại, vợ em ôm con quay trở về sống với em mới cùng gia đình.
Vừa nãy con nói cái lời gì tha thiết trong lòng con đó. Nếu mà em còn muốn còn tình cảm với anh á, nếu còn thương anh với con thì quay về làm lại từ đầu, như hai đứa làm để là lo cho con để ăn học thành tài. Rồi có gì sai thì em nói ra, em đừng có để trong lòng, để mà giải quyết nhau, chứ đừng có mà không nói là anh không biết. Cái gì nó cũng là tha thứ nhau được hết. Rồi cảm ơn em. Dạ. Chào cô là mẹ chồng. Cô ấy nói một điều gì đó để cho con gái, à cháu, con gái, con gọi là con dâu ha. Dâu, dạ, con dâu của cô là đem cháu quay trở về nhanh nhất có thể để cháu tiếp tục đi học hành. Dạ. Dạ ơi, mẹ là bà vợ chồng con, mẹ rất thương con, thương cháu nội với dâu. Mẹ nhớ con, nhớ cháu nội lắm. Nhưng không biết đâu tìm hết, điện cho con bao nhiêu cuốc cũng không được. Có thể con nghe lời người ta bên ngoài không có thương mẹ, thương chồng con. Nhưng mẹ thì rất thương, cũng thương con với thương cháu nội lắm. Nếu không thương mẹ, thương con của con, thương chồng con cứ việc dẫn về. Mẹ tha thứ cho con những gì mà con lầm lỗi, con nghe lời người ta mà bỏ nhà chồng với bỏ chồng con đi. Mẹ cho tha thứ cho con về để mà con của con là cháu nội của mẹ đó, được đi học, được tung tăng trong trường, được ký ức của tuổi thơ của cháu nội mẹ. Còn con, cháu nội mẹ về sống gần cha, gần mẹ, gần ông nội bà nội từ trước tới nay. Mẹ rất giọng thẳng thàng nghe, tha thứ cho con, bị vì mẹ đã hứa với anh Xui là ba của con đó. Mẹ không bao giờ la rầy con nữa. Còn nếu mà con mần, mình nên con công ty ông nội con cứ việc gì nhà, mẹ chấp nhận lo con. Không bao giờ để cho con mần cực khổ. Còn nếu con muốn đi mần cái chuyện nhẹ nhàng gì, con cứ việc tìm mần cho mẹ, cũng không có bao giờ bắt buộc con mần. Mẹ hứa với con để giao, dẫn dắt cho nội mẹ gì đi giao. Mẹ thương nhớ con lắm giao ơi, thương nhớ cháu nội nữa. Con nghe lời mẹ đi, đừng nghe lời ta ở ngoài đường. Mà con sống vất vả ở bên ngoài, khổ sở cháu nội mẹ, khổ sở cho con nữa giao ơi. Mai Thị Huỳnh Giao, sinh năm 1999, năm nay con 26 tuổi đó giao. Lúc nào mẹ cũng kêu ghéo con về hàng ngày với mẹ đó giao. Thương con lắm giao ơi, nhớ cháu nội mẹ lắm giao ơi. Chung kỷ niệm chung nhà 10 năm trời, mẹ nhớ cháu nội lắm giao ơi. Dẫn dắt cháu nội để về cho mẹ đi giao ơi. Mẹ khóc hành đêm hoài, con có biết không giao. Nếu giờ đây mà mẹ cũng còn nhớ thương từ ngày 1 năm tháng giêng, giờ con dẫn dắt cháu nội mẹ đi. Mẹ nhớ con lắm giao ơi, nhớ như Ngọc, như Ngọc ơi. Nói với mẹ dẫn dắt về với bà nội cho con ơi. Con ngủ với mẹ năm nay 90 năm nay rồi, cháu Ngọc ơi. Con bỏ mà đội con đi vậy, con không nhớ mà đội sao con. Con ấm đầu hay là con dứt đầu gì cũng chính bà nội lo cho con nè. Nửa đêm nửa hôm gì mẹ của bà nội cũng lấy nước nắm để mà ấm đầu cho con. Con không nhớ nội sao hay như Ngọc. Giao ơi dẫn trong nội về cho mẹ, giao ơi mẹ thương lắm. Mẹ thương con nữa con ơi, con hãy dẫn về đi con, tha thứ cho con đó. Về làm lại từ đầu để con sống trong gia đình từ trước tới nay. Con có làm lỗi gì mẹ cũng tha hết, bị gì con còn nhỏ quá, con nghe lời người ta bên ngoài. Con nghe lời nhất là hai đứa chị em của con, của mẹ hai con là hàng Son với con Hồng đó. Hai đứa đó nó dẫn dắt con. Rồi con cảm ơn những cuộc chia sẻ của gia đình mình nhé. Dạ, hiện nay thì cũng còn rất nhiều người, bây giờ cái cuộc trò chuyện này cũng rất dài rồi. Con xin phép là kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây cô nhé. Dạ, cảm ơn chú nghe chú. Dạ, rồi xin phép xin chào cô nhé. Rồi xin chào em trai. Hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em chị Bình Dương tìm ai đây? Dạ tìm vợ em ạ. À. Tìm vợ hả? Hôm nay em đi về đây cùng với ai? Dạ cùng với mẹ vợ. Mẹ vợ, ồ đây là mẹ vợ em hả? Dạ. Đây là hôm nay mẹ vợ cùng con rể. Còn bên kia là mẹ ruột con trai. Em cho anh biết này, em họ tên đầy đủ là gì? Em tên Trần Quốc Khải. Trần Quốc Khải hả? Trần Quốc Khải. Hải hay Khải? Hải hả? Hải hả? Hải nhiêu tuổi rồi? Anh này em 31. 31 hả? Em nguyên quán ở đâu? Em ở Quy Nhơn Bình Định. Hôm nay về cùng mẹ vợ. Rồi cảm ơn em nhé. Rồi xin chào cô nhé. Cô có thể cô giới thiệu cô họ tên là gì? Cô nói chuyện lớn tiếng rồi không cô? Dương Thị Mỹ Hợ. Cô Dương Thị Mỹ? Mỹ Hợ. Mỹ Hợ. Huệ hả? Huệ đúng không? Hợ. Hợ. Huệ đúng không? Cô năm nay nhiêu tuổi đấy cô? 45 tuổi nha. Cô nguyên quán ở đâu? Ở Phú Yên. Phú Yên à? Hôm nay cô cùng với con rể về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương tìm ai vậy? Tìm con gái. Cô cho con biết là con gái của họ tên đầy đủ là gì? Nhá. Y Thị Thúy. Họ Y Thị Thúy. Dạ. Con gái cô là dân tộc gì? Nhá. Cô nói chuyện lớn tiếng được không cô? Rồi. Con gái cô sinh năm mấy? Dạ, 22, 12.
nhỏ tuổi là không 20... giấy tờ là 203 hả? 203 hôm nay 21 tuổi nhỉ. Con gái và con rể cô là cưới nhau sống với nhau lâu chưa? Năm ngoái hả? Vậy là con gái với con rể cô có sống gần nhà cô không? Dạ, hai đứa nó chưa vô công ty đi làm, còn giờ cha mẹ ở quê. Bữa đấy nè, thứ sáu con bé nó đi nè, không có thấy gì, giờ là nó điện rỡ nó điện là bữa đấy thứ bảy, chiều thật trưa thứ bảy á, là nó nói mẹ ơi, con bé nó đi sao giờ chưa thấy gì, mẹ cho ba vô đi. Vậy là em chứ là chồng là lên xe hồi 6 giờ chiều, là 6 giờ chiều lên xe này, 6 giờ sáng tới chỗ là cũng qua em vô là chỗ nào cũng là con gái của cô nói chuyện từ nãy con chưa nghe là gì luôn. Còn nắng tay, rất nắng tay để nghe mà nghe không được. Cô có thể nói chuyện lớn tiếng bởi vì tiếng của mình, tiếng địa phương. Nói chuyện là có thể là nhiều người không nghe được. Và không nghe được, không chia sẻ là cái cuộc tìm kiếm mà sẽ thất bại. Cô nhá, vì vậy cho cô nói chuyện rõ ràng hơn ha. Con gái cô sinh năm 2001. Con gái cô lấy chồng là từ năm ngoái hả? Tháng mấy cô nhớ không? Tháng 12. Tháng 12 năm mấy? Năm 22, năm 2022. 22, hơn 1 năm rồi đúng không? Rồi cảm ơn cô nhé, để nói chuyện với con rể ha. Rồi em trai em có thể em nói rõ hơn cái câu chuyện, bởi vì mẹ vợ nhiều khi chia sẻ không có rõ. Hai vợ chồng em sống với nhau đến giờ phút này hơn 1 năm qua. Sinh sống tại đâu? Dạ, hai chồng em là vô trong An Tây Bến Cát á. Bến Cát Bình Dương? Dạ. Công việc cụ thể là làm gì? Là hai chồng em làm công ty. Mà xin vô chung một công ty không được á, nên là hai chồng làm hai công ty riêng. Rồi thì hồi em tới đây rồi em cũng vô qua dạy rồi cũng vô lại, thì công ty đó là công ty mà năm ngón giờ em làm á. Thì giờ em đã nghỉ rồi đó, xong rồi xin ra công ty mới đó. Thì cái bữa ngày 22 tháng 3 đây nè, là bữa thứ sáu á, là em làm ca đêm. Là giờ em, em đang làm ca đêm. Thì giờ sáng ngày đó là 7 giờ sáng á, giờ em mới điện thoại là kêu em sáng nay đi làm rồi đó. Thì coi giờ cơm rồi ngày hôm qua nấu dở còn á, ăn rồi ấy là nấu thêm đồ ăn uống tủ lạnh lấy ra nấu để tối có dở cơm. Rồi thì em cái lên canh nó 7 giờ hơn á, là chuẩn bị em xuống ca rồi. Mà cái lúc mà vợ em chở con em gái đi làm á, thì con em nó thấy là cũng đang bệnh, đang mệt. Thì con em nó kêu là thôi chị bệnh thì chị về chị nghỉ đi. Đó. Thì chị về chị nghỉ đi. Rồi thì vợ em thì nói chung là cái lúc đó thì em làm á thì cũng không biết là để về nghỉ hay đi làm. Đó. Thì em chỉ biết thông tin là vợ em nói là đi làm thôi. Để rồi cái tới em đi làm, giờ thì em nghỉ đi làm nên em ngủ. Ngủ tới chiều tối dậy thì em điện thoại một cuộc thử mà không được. Đổ chuông nhưng mà không nghe máy. Đó. Thì em nghĩ đang làm, chắc đang làm không nghe máy được. Đó thì em cũng đi làm như bình thường vậy á. Em vô tới em làm tới 12 giờ á, 12 giờ đêm á. Em nghỉ giải lao á. Thì coi như đọc được tin nhắn của con em á, nó nhắn là hỏi ủa anh chị về chưa? Kêu cho em trả lời nó, em kêu cho ủa với anh đi làm cả đêm mà về dây. Nó mới kêu là em tưởng nó anh nghỉ ở nhà ấy rồi đi ăn với chị chứ. Kêu đâu có, anh đi làm cả đêm mà cho chị chưa về hả? Em mới hỏi nó ủa chị đi đâu mà chưa về chứ trời, em có điện cho chị chưa? Kêu em điện rồi mà chị nhắn cho em là lúc 8:30 á là chị sắp về, chờ chị một chút. Đó. Thì từ cái canh đó rồi bắt đầu là em nghe thoại xong, em nói chuyện thoại xong với con em á, là em vô em xin tổ trưởng á, là em xuống ca lúc 12:30, em xuống ca nửa buổi luôn em về. Thì từ lúc em xuống ca em về nhà là em điện thoại miết mà chỉ đổ chuông chứ không nghe máy. Đó là lúc bây giờ em về nhà là 1 giờ đêm, lúc em về nhà là tầm 1:20. Đó, tại vì công ty từ chỗ công ty em chạy anh nghe ngắt lời em thế này, hai vợ chồng em làm công ty là ai là người ngỏ ý mà từ quê vào đây để làm công ty? Nói chung hai chồng em là từ trước quen nhau rồi đã làm công ty rồi. Nhưng mà tại sao mà em không làm chung công ty hoặc là rời công ty nhưng với điều kiện là làm ban ngày hoặc là làm một ca mà bắt buộc phải mỗi người một ca thế này, ngày ca đêm người ca ngày? Không, tại vì lúc vô công ty làm nó làm 2 tuần ngày 2 tuần đêm á. Từ khi em và vợ sống ở tại Bình Dương vô đây là em làm 2 ca đúng không? Đúng, vợ em làm 1 ca. Lúc trước kia là hai em làm chung một công ty. Đó thì cũng đi chung ca luôn, nhưng mà sau này qua công ty khác á, qua công ty mới làm á, thì coi như nó không có đi bước không đi, bước con nghe đi. Không có chinh bước mà nghe xe điện. Từ lúc mà qua công ty mới á, thì hai chồng em không có xin vô chung một công ty được đó, nên là mỗi người một làm công ty.
Rồi em nói chuyện lớn tí nữa. Rồi mời cô lên nhà luôn. Đó thì qua công ty mới thì hai chồng em không xin vô đường thì mới mỗi người làm một công ty vậy đó. Rồi thì cũng đi làm bình thường, như chủ nhật em về thì cũng vậy, cũng bình thường. Hai chồng em nói chung là cũng bình thường. Thì anh cũng biết rồi, vợ chồng thì đôi khi nó sẽ có những cái xích mích nhỏ. Đó, hai chồng em đôi khi nó cũng phải có xích mích nhỏ, mà vợ chồng lúc nào lại có xích mích nhỏ. Mà nói qua nói lại giờ hai vợ chồng rồi. Em đã từng cãi lộn nhau bao lần rồi? Nói chung là gây lộn lớn tiếng thì không có. Mình có say xỉn gì bao giờ không em? Không. Hai vợ chồng em sống với nhau đến giờ phút này được mấy người con rồi? Chưa con rồi. Lý do? Thì nói chung là hai vợ chồng em đi làm vậy. Chưa muốn sinh con đúng không? Lúc nói chung là hai chồng em cứ đỡ bình thường, lúc nào có thì có thôi. Em cho nhỏ là hai vợ chồng em sống với nhau ở đất Bình Dương từ khi cưới đến giờ phút này có hạnh phúc không em? Dạ bình thường ạ. Em có biết lý do cụ thể tại sao mà vợ lại bỏ nhà đi nửa đêm không? Dạ không biết, đi từ sáng sớm luôn á. Đi kêu đi làm từ sáng sớm là đi luôn á. Em đi làm về là thường thường á, là về là ăn cơm này là vợ ngủ hay vợ đi làm rồi? Nói chung nếu mà có những tuần mà đi chung ca á, những tuần mà đi nói chung làm hai công ty nhưng mà có tuần sẽ đi chung một ca với nhau. Đó, thì hai chồng em cũng về chung một giờ luôn. Đó. Rồi cũng chơi. Vậy là hai vợ chồng em cái thời gian để gặp nhau á, trong một tháng này thì cũng rất ít đúng không? Dạ. Thường xuyên để gặp nhau là rất khó, rất ít, bởi vì không có nhiều thời gian cho nhau, dành cho nhau. Vợ em có tâm sự vui buồn gì trong cuộc sống trong cái thời gian mà từ khi sống với em đến giờ phút này không? Có, nói chung hai chồng em có tâm sự rất là ví dụ như về gia đình rồi này nọ rồi vậy đó, rồi ví dụ kẹt tiền hay là này nọ rồi vậy đó, hai chồng chia sẻ rồi ấy rồi vậy. Hai vợ chồng em có dự định gì trong thời gian tới không? Nói chung hai chồng em cũng dự định là năm nay là có con đó. Rồi thì dự định là hai chồng năm nay có con, mà bắt đầu từ bữa thứ sáu tới giờ gần như kiểu là từ cái lúc mà 12:01 thì em điện vẫn đổ chuông mà không có nghe máy đó. Thì hồi hôm Tết vô thì cũng có đi chơi với lại bạn của vợ em á, trai gái. Nói chung là vợ em đi chơi đi sinh nhật đồ đó, vợ em không có nói, vừa rồi em đi sinh nhật của mấy đứa đem bạn đồ á, cũng có nói đi chơi bình thường vậy rồi cũng về. Đôi khi trong cuộc chơi thì có thể em điện thoại nhưng mà cái kiểu không nghe máy được á, mà vẫn điện thoại lại ngược lại cho em, rồi vẫn ấy, rồi nhiều khi em thấy đi chơi về trễ em cũng le, là kiểu đang về rồi chứ không có cái tình trạng mà như bây giờ. Mà từ cái bữa tối thứ sáu đêm, từ cái bữa tối mà lúc mà 12 giờ đêm thứ sáu á là em điện thoại có đổ chuông nhưng mà không nghe máy, là em cũng thức cả đêm đó em điện thoại, em điện chập chân biết à, cứ 5-10 phút 15-20 phút vậy em điện một lần. Em điện coi tình hình như thế nào mà chỉ đổ chuông không nghe máy. Đến giờ phút này em đang nghi ngờ điều gì mà vợ bỏ nhà đi lúc nửa đêm như vậy mà gọi điện vẫn nghe máy, hoặc thậm chí là đổ chuông nhưng mà không có trả lời? Em sợ đi về tối á, rồi gặp tai nạn tới đồ gì đó. Mà tới bây giờ là em điện thoại không được luôn. Bây giờ là điện thoại còn đổ chuông không? Không đổ chuông luôn. Chặn số hay sao? Không chặn. Từ cái lúc mà 3 giờ sáng rạng sáng ngày thứ bảy á là em đổ chuông là thơ bao rồi, em điện thơ bao rồi. Không chặn. Có nghĩa là bây giờ là bỏ sim ra hay là hết pin không biết? Em đang nghĩ là cái điện thoại hết pin hoặc là bị rớt mặt hoặc là như thế nào. Nếu rớt mất thì vợ em chắc chắn là phải quay trở về. Đúng rồi. Đúng không? Hoặc phải báo tin hoặc phải gọi điện cho ai đó. Bởi ít ra vợ em không nhớ được nhiều nhưng phải nhớ là một số duy nhất của người thân. Cái số điện thoại của em là lúc nào vợ em cũng nhớ. Mà tại sao không gọi? Em không biết luôn, không có một thông tin gì luôn. Từ khi mà em lấy vợ đến giờ phút này vợ đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Không anh. Vợ em đi hôm đó là bằng phương tiện gì? Đi xe máy. Xe gì? Xe vi sinh. Biển số mấy? Biển số 78M14855. 14855. Dạ. Xe màu gì em? Màu đen nhám. Vợ em đặc điểm nhận dạng cao mét mấy? Cao 1m65. Mét 65 gái cao mét 65 rất cao đó. Người mập. Tại vì người mập á nên là nhìn rất là lùn. Cái tấm hình này nhìn có vẻ là vợ em rất dễ thương, có thể là vợ em rất trẻ đúng không? Dạ. Nhìn bên ngoài vợ em cứ nhìn không? Nói chung nhìn bên ngoài thì ai nhìn vô cũng kêu vợ em là cái nét. Em có nghĩ hoặc là có nghi ngờ gì vợ em bị người đàn ông khác dụ không? Nói chung cái đó thì em cũng không có chắc chắn được. Trong cái thời gian hai vợ chồng em sống với nhau, cái tình cảm vợ em dành cho em có giống như trước đây không? Nói chung là hai cái tình cảm vợ chồng em thì nó cũng bình thường vậy thôi. Em không phát hiện hay em không có nhận biết được? Nói chung là em không có cái kiểu mà cũng đấy, cũng lên TikTok nói chuyện đồ, trên live TikTok rồi đó. Thì cái kiểu mà nói chuyện qua lại mà. Em đã khi nào từ khi lấy vợ mà sống với nhau đến giờ phút này em đã bao giờ cảnh báo vợ hoặc là đã chỉ bảo cho vợ là đừng nghe hoặc là đừng quen hoặc là đừng biết, đừng tìm hiểu trên mạng không?
Có. Vợ em có nghe bình thường không? Dạ, thì em nói em cũng có nói mà giờ em thì kêu chỉ mà lên TikTok chơi vậy thôi chứ còn trẻ cái việc gì cả. Vợ em có TikTok mà có trang riêng không, có tên gì? TikTok là Thùy Dương 202. Nhiều người follow không? Nhiều. Vợ em có hát hò trên TikTok không? Có. Hát nhóm hả? Dạ, lên hát chơi cũng có mặt em luôn, nói chuyện với ai bất kỳ ai cũng có em luôn. Nhưng mà em thì không, em thì không có hiện, em thì không dạng như là cái kiểu là ngồi đối diện là hát hò chơi nói chuyện như thế nào là cả em ngồi đối diện thôi. Ngoài ra là nhiều khi là vợ em cũng hát hò nhưng mà không có em đúng không? Dạ. Anh phải nói như thế này, ở trên mạng xã hội hiện nay trên TikTok là một cái trang thông tin rất mạnh. Nhưng mà trong đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, nhiều gia đình mất nhà. Mất nhà là do mình thôi em ạ. Có thể là do một là cuộc sống khó khăn, hai là vì lý do nào đó mình say một người đàn ông nào khác hoặc người phụ nữ đó, người ta tán tình dụ dỗ mình. Có nhiều người là đi thử rồi để xem người ta làm sao, nhưng mà đi đến khu mà đi không về được. Anh nói thế này để cho em hiểu rõ, không phải trang mạng xã hội nào cũng là tốt hoặc xấu hết, nhưng TikTok là một cái trang ảo rất nhiều, dụ dỗ rất nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau, lừa nhau cũng là TikTok, mà quen nhau yêu nhau đến với nhau cũng là TikTok. Anh đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp, rất nhiều người đàn ông, rất nhiều người chồng đi làm và rất thương yêu vợ, nhưng mà vì lý do là cũng thể thiếu sự quan tâm mà vợ ở nhà hát hò, suốt ngày hát hò trên mạng, từng nhóm trên TikTok, đến giờ phút này vợ quyết định bỏ nhà đi luôn. Anh tìm được rất nhiều, kể cả điển hình như ở Bình Phước là một người từng có ăn có học và làm trong việc trong cơ quan luôn ấy. Có điều nói tên anh không tiện, rất trẻ đẹp, cả gia đình thương yêu vô mực vô cùng, vợ thường xuyên ở nhà là hát hò, chồng đi làm cao mũ cao su, có thể là không có thời gian để chăm sóc quan tâm vợ, mà vợ quen người ta đàn ông khác, đến giờ phút này là quyết định không quay trở về, bỏ ba đứa con luôn. Một người đàn ông đàn phụ nữ là có ăn có học, trình độ đại học đó, nên là vì vậy cho nên rất nhiều, có thể là rất nhiều em trai hoặc anh trai yêu nhau sống với nhau, nhưng có đôi khi là mình cũng nghĩ rằng vợ chồng sống với nhau nhiều, mình khi mình cũng không cần phải tâm sự hoặc trò chuyện hoặc khuyên răn hoặc là dành nhiều thời gian để tâm sự với vợ. Vì vậy vợ có thể nhiều bà vợ đến giờ phút này bỏ chồng bỏ con đi luôn đó. Đôi khi là em đến giờ phút này em mới phát hiện được là vợ em là vì lý do là quen trên mạng thôi, nhưng mà cụ thể em chưa biết là vợ đang đi theo ai. Cụ thể nói chung thì em cũng không có, mình không dạy, bây giờ mình muốn nghi ngờ một ai đó mình phải có chứng cứ xác thực đó thì mình mới ấy được, còn mình không có chứng cứ thì mình chỉ nghi ngờ là coi như ở trong đầu mình đang suy nghĩ thôi đó. Mà với lại em từ nói chung thì hồi trước đến giờ thì không có cái trường hợp như thế này đó, thì nói chung là em cũng đang sợ là ví dụ như là đi gặp cướp được đồ này nọ, thì khi vợ em đi thì nói trong người vợ em thì cũng không có nhiều tiền, tầm 2 triệu thôi chứ không có nhiều tiền đó. Rồi với lại cây xe máy đó, với lại ở trên người thì cây gói nhẫn cưới thôi chứ đâu có vàng vòng gì đâu. Ở cây xe máy á, thì coi như là giấy tờ xe á, là tụi em kẹt tiền á, làm công ty thì lúc nào tới cuối tháng kẹt tiền, tụi em đã cấm cái giấy tờ xe đó với lại cái cước của em á, là để lấy tiền tiêu rồi tới cái tháng là lấy lại đó, thì coi như bây giờ là bọn em đi là đi xe không đó, mà kêu mà để mà đi chơi một cái xe nhất định á, thì không thể nào đi xe được, bởi vì thứ nhất bây giờ công an rất là bắt về cái vụ mà xe cổ đó. Cho nên là em chỉ sợ là đi ví dụ như đi chơi có thể là lên Bình Dương này hoặc là đi chơi chỗ nào đó rồi về cái bị xe, thứ nhất là đêm mà đường ban đêm mà chạy xuống An Tây là rất là vắng đó, là em chỉ sợ là cướp này nọ mới không điện thoại không liên lạc được thôi. Cướp thì điều đó là có thể xảy ra, không có loại trừ, nhưng mà điều đó khó lắm em. Rất ít trường hợp xảy ra đến giờ phút này. Nếu mà cướp từ đó này giờ phút này đến hôm nay là chắc chắn là phải có thông tin rồi. Em hoặc gia đình đã trình báo cơ quan công an là vợ mất tích lúc nửa đêm chưa? Rồi, em đã trình báo với cơ quan là ngày hôm qua rồi. Mới hôm qua mới báo. Vợ đi cụ thể đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Từ bữa thứ 6 là tới ngày hôm qua báo thôi. Thứ 6. Tới ngày hôm qua em lên báo với lại cơ quan công an á, là em tính cái thời gian từ cái lúc mà nhận được cái tin nhắn cuối cùng á, là tới cái lúc mà em đi báo với cơ quan là trên 30 phút. Tin nhắn là tin nhắn cụ thể, tin nhắn làm sao? Tin nhắn cụ thể là kêu là con em nó nhắn tin hỏi chị về chưa? À, giờ em trả lời là chị đi công ty ngồi gần về rồi. Là mới tin nhắn tin đây? Là nhắn tin từ buổi tối thứ 6 đó. Còn là vợ em đi bao nhiêu tiếng thì nhắn tin trở về? Thì đi làm từ buổi sáng thứ 6 mà tới 20:30 phút là mới nhắn tin cho con em nó nhắn tin hỏi là về chưa để chở về đó.
là mới nhận được một tin nhắn đó là chị đi công ty ngồi đang về, em chờ một xíu mà được mất tích, là nhận được một tin nhắn cuối cùng đó thôi. Anh thấy vợ em có rất nhiều cơ hội để có thể là đi theo người khác hoặc có thể bị người ta dụ, còn cướp thì điều khó lắm nhá. Bởi anh thấy vợ em hiện nay là vợ em vô cùng rất là thoải mái thời gian, đặc biệt là cũng không có thời gian, không có người gọi quan tâm hoặc không ai quản hoặc là để ý mình, bởi vì em đi làm ca, hai vợ chồng ít khi gặp nhau. Mà kinh tế gia đình em thì thực sự đến giờ phút này anh ghi nhận là cũng tương đối khó khăn, không phải một gia đình điều kiện đó. Vì vậy cho nên vợ em rất dễ để sa ngã nhá. Đây là cái cơ hội vợ em sa ngã rất nhiều. Cái thứ nhất là vợ em có nhiều thời gian, cái thứ hai là gia đình khó khăn, cái thứ ba là vợ em còn quá trẻ, đặc biệt chưa có con đó, cho nên vợ em ra ngoài thì bỏ cái nhẫn ra ngoài nó là một cô gái chưa chồng chưa quen là bình thường, đúng không? Vì vậy cho người ta dụ là vợ em là cái điều khó tránh khỏi, đặc biệt là em ít thời gian để quan tâm với vợ, đúng không? Em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được, vợ em suy nghĩ lại, vợ em tìm cách quay trở về. Nói chung thì cũng giờ nói chung em cũng không biết nói cái gì, nhưng mà nếu mà cảm thấy em mời vợ em á, nếu mà có cái suy nghĩ là ngoại tình hoặc là đi với đại này nọ đó, nếu mà để xác định á không cùng nhau chung sống nữa thì cứ quay về nói với nhau một tiếng rõ ràng, rồi thì hai đứa mạnh ai nấy đi, nói chung là cũng bình thường thôi, chứ cũng không có trẻ cái gì mà sợ sạch hay này nọ. Em thấy đến giờ phút này là họ gia đình mình chưa con, mới sống với nhau thời gian cũng không có dài, nhưng nói chung là cũng để ngắn thì cũng không phải một ngày cũng là vợ chồng, đúng không? Đúng, em thấy nếu đúng thực sự vợ em đi theo một người đàn ông khác, em thấy điều đó may mắn đối với mình hay là một điều không may? Nói chung thì bây giờ em nói may mắn thì cũng không phải, mà nó không may thì cũng không phải, đó là cái cuộc sống rồi. Nếu như mà cảm thấy vợ em cảm thấy mà không còn tình cảm với em nữa, không muốn sống với em nữa thì em cũng chấp nhận, đó là do cái cuộc sống của mình rồi, thì cứ về nói thẳng với nhau một tiếng rồi đừng ai đi đưa đơn đi vậy thôi. Bởi vì tụi em là cũng là vợ chồng hợp pháp, cái giấy tờ hẳn hoi, chứ không phải là như những cái cặp gia đình mà cặp nhau sống. Rồi, cảm ơn em. Rồi, xin chào cô. Cô có thể cô nói rõ hơn trên video này để hy vọng là con gái cô xem được, con gái cô tìm cách quay trở về cùng gia đình. Biết rồi, con ở đâu con thấy cái thi con về con về cho mẹ lo lắm. Chồng con còn đeo đinh nổi, đeo con đi về con ơi. Ai còn lo hôm nay mẹ lo mẹ đi kiếm con ở đây, giờ con thấy đây con bị yêu cầu con gì à? Không con điện cho mẹ cuộc điện thoại mẹ chờ biết con ơi. Mẹ yêu cầu con thấy cái đây con gì cho mẹ. Có ai có hai chị em con, bây giờ con dạy chẳng mẹ sống cũng nổi đâu con ơi con. Con gái cô trong thời gian vừa qua là có tâm sự gì vui buồn cho cô không? Dạ không. Không nói gì hết hả? Theo cô thì cô đang nghi ngờ điều gì mà con gái mình tự nhiên lại bỏ nhà đi, đang đi làm bỏ nhà đi mất tích? Không biết mà. Không biết mà. Dạ. Ở đây có biết đâu, con rỡ nó điện vô nó mẹ không biết đi. Từ hôm sáng chưa mà chưa có thấy gì cho con điện mẹ chẳng ba vô đi kiếm. Hai chồng lọc đặt vô cho đâu có biết gì đâu. Rất khổ. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của cô nhé. Cảm ơn em trai nhé. Rồi hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em mình chụp những ghi hình để đăng tin tìm vợ. Gia đình mình có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội không? Có. Đồng ý hả? Nhờ đồng mạng ấy kính nhận cháu gì ạ? Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện là tiếp theo. Mẹ vợ cùng con rể về đây nhờ anh em mình chụp những ghi hình đăng tin tìm con gái, đặc biệt là một người con gái vô cùng rất trẻ. Chưa biết là hiện nay là con gái cũng như vợ em trai đang phương trời nào. Hy vọng là nếu em gái xem được video này, em gái tìm cách quay trở về cùng gia đình, hoặc vì lý do nào đó mà em gái không về được thì hãy liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913785858, anh em sẽ tìm cách để giải cứu hoặc giúp em gái quay trở về nhanh nhất có thể. Dạ cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ xin chào gia đình mình, chúc gia đình mình thường độ bình an nhé. Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị bạn.